Tranh thủ ngày cuối tuần, chị Hoài đưa con trai và những người thân trong gia đình đến tham quan trải nghiệm tại vườn nho ngoại này, được ngắm nhìn những chùm nho sai chĩu quả và chụp ảnh kỷ niệm, lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ tại vườn. Thậm chí còn hái nho, ăn trực tiếp và mua về làm quà. Đây là những hoạt động thú vị của chị Hoài khi được trải nghiệm du lịch nông nghiệp ngay tại địa phương. Cuối tuần này, ở đây là nơi cho trẻ con vui chơi và tham quan. Con có thể hái nho và ăn trực tiếp rất là sạch sẽ. Không chỉ người lớn mà các em nhỏ cũng rất háo hức khi được chạy nhảy, vui đùa trong vườn nho này. Đặc biệt khi được thưởng thức những trái nho vừa ngon vừa sạch, hương vị cũng rất ngọt ngào. Ngon sạch mà là không có thuốc bảo quản. Ăn các cháu ở đây ai hái trực tiếp ăn luôn, không phải nghĩ ngợi gì về thuốc thang. Vị nho thì vừa ngọt vừa ngon, ăn ai cũng thích ạ. Vườn nho rộng hơn 3.000 m² này đang vừa tới kỳ thu hoạch. Hàng ngày các đoàn khách đến tham quan vườn, chụp ảnh, hái nho và thưởng thức ngay tại chỗ. Chủ nhân của khu vườn là anh Nguyễn Thanh Liêm, đồng thời cũng là giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Công nghệ cao Liêm Anh. Đây là vụ quả thứ hai anh Liêm được thu hoạch. Bắc Linh là một cái diện tích nó đất ngày càng thu hẹp. Các bạn trẻ nói chung là bây giờ không có cái không gian để mà chơi nữa. Thì tôi cũng nảy sinh cái ý tưởng là muốn cái tạo một cái không gian xanh để cho mọi người vừa có thể về ngắm chùm nho, có thể là thu hái và ăn trực tiếp tại vườn. Bản thân là kỹ sư nông nghiệp, sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam, anh trở về quê hương gắn bó với công việc trồng trọt. Anh cũng đã trồng qua rất nhiều loại cây phổ biến tại địa phương như rau ăn lá, dưa chuột, dưa lưới, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, đầu ra lại phải cạnh tranh rất nhiều nên khó tiêu thụ. Thường mình thì làm sản xuất rau sạch nhưng mà thường thường cái lượng mà tiêu thụ nó ít, mà khi mà để mà tiêu thụ được nhiều thì lại phải ký hợp đồng liên kết với các bếp ăn công nghiệp, mà bếp ăn công nghiệp thì thật sự họ ép giá lắm nên là tôi đã không làm nữa. Sau này trồng dưa lưới thì nói chung là khí hậu miền Bắc thường thường chỉ trồng được một vụ thôi. Vụ thứ hai thì ví dụ là nó sẽ gặp chớm lạnh thì quả nó cũng không chất lượng không to. Nhờ có sự nhạy bén với thị trường, anh Liêm luôn tìm hiểu những giống cây trồng mới, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân. Vì vậy, anh quyết định đưa cây nho về trồng tại địa phương. Vừa trồng cây lấy quả, vừa kết hợp làm du lịch nông nghiệp. Cũng là nho này, mình nhập từ Nhật về thì bán trong siêu thị họ sẽ bán khoảng 1,2 triệu một cân. Nhưng đây là mình ở vườn thì cứ ra vườn thì cũng là để làm sao quảng bá để cho mọi người về đây vẫn có thể là ăn nho được trên cái địa phương của mình. Đấy. Chứ không mọi người cứ nghĩ là xa xôi và chắc là nho là đắt lắm, không ăn được. Nhưng mà thật ra thì về mình cái sản xuất ấy, làm sao để cho giá thành nó hạ và vẫn đảm bảo được cái chất lượng để mọi người về tiêu dùng. Thực tế hiện nay, diện tích đất nông nghiệp tại các địa phương cũng đang thu hẹp dần lại, đặc biệt là vùng ven đô. Người nông dân không còn giữ tư duy làm nông đơn thuần, bán sản phẩm lấy thu nhập nữa, mà còn kết hợp phát triển du lịch, vừa để tự tiêu thụ tại chỗ cho sản phẩm của mình, vừa thu hút khách thập phương về địa phương nhiều hơn. Đây là hướng đi được cho là sẽ rất phát triển trong tương lai. Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa và chuyển đổi một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả có giá trị năng suất cao. Với anh Liêm thì cũng là một thanh niên trẻ, sau khi học đại học xong thì đồng chí cũng có về địa phương và tham gia tổ chức sản xuất cùng với chính quyền địa phương cũng như là lãnh đạo các thôn để thuê đất cũng như là trồng và gây dựng cái mô hình trồng nho an toàn, cũng như là cũng là một cái hợp tác xã đầu tiên của xã là liên quan đến hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ, trồng rau, trồng hoa quả, nho an toàn trong nhà kính. Tại khu vườn này, anh Liêm đang trồng cùng lúc 3 giống nho là Kyoho, Black Magic và nho mẫu đơn. Các giống nho này có nguồn gốc từ Italia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông thường nho sẽ cho quả 1 năm 2 vụ. Vụ thu hoạch đầu tiên, anh vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên sản lượng ở mức khiêm tốn.
anh thu được 1,1 tấn một năm. Sang vụ thứ hai, năng suất ước tính lên đến 2 tấn, gấp đôi so với vụ trước. Giá bán tại vườn như nho Kiho là 200.000 một cân và nho mẫu đơn là 350.000 cân. Thì lợi nhuận, mức lợi nhuận như năm đầu của tôi thì là thu nó gần 300 triệu đồng. Để mà so với cái cùng một diện tích mà trồng các loại như dưa thì nó là năng suất hơn nhiều. Thanh niên Niêm Anh thì đối với chúng tôi là chúng tôi đánh giá cao về cái sự nỗ lực cũng như là sự mạnh dạn ban đầu đối với đầu tư về sản xuất cây nho giống an toàn trên địa bàn xã. Đầu tư mô hình với cái quy mô cũng như là cái năng suất hiệu quả đến bây giờ chúng tôi đánh giá là tương đối là đảm bảo. Không chỉ làm giàu cho chính bản thân mình, anh Liêm còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác cùng địa phương. Anh cũng giúp đỡ các thành viên trong hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Liêm Anh muốn bắt đầu trồng nho giống mình. Do đã xác định được mục tiêu ngay từ đầu là trồng nho theo hướng an toàn, nên anh Liêm nói không với việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ trong vườn nho của nhà mình. Thay vào đó, anh sẽ trải các tấm ni lông dọc theo luống nho như thế này, vừa có tác dụng giữ ẩm cho đất, lại vừa hạn chế được cỏ dại mọc um tùm. Việc nhổ cỏ chỉ được thực hiện bằng tay. Trong cái quá trình mình làm thì nói chung là kỹ thuật nó cũng không khó, quá khó. Khi mà mình đã trải qua được 2 vụ, thì từ cái kinh nghiệm của mình ấy thì là sẽ nó chỉ khó cái giai đoạn mình xử lý ra hoa thôi. Mà khi mình trau dồi được nó, mình biết cách bón phân từng giai đoạn thì cây nho nó phát triển, nó sinh trưởng nó rất chi là bình thường, nó còn dễ các loại khác. Theo kinh nghiệm của anh Liêm, bí quyết để nho ra quả ngon ngọt, chất lượng và năng suất cao phụ thuộc rất lớn vào việc bón phân cho cây. Anh Liêm luôn ưu tiên sử dụng các loại phân tự ngâm ủ để cho chất lượng quả ngọt, đảm bảo an toàn. Tôi đang sử dụng khoảng 4 loại phân. Phân thứ nhất là mình phân bò đã được xử lý và ngâm ủ khoảng 6-7 tháng. Thứ hai là phân gà cũng thời gian xử lý cũng như vậy. Thứ ba là cây phân cá, từ xương cá, từ cá hồi của Lao Vi thì loại này cũng rất tốt. Tiếp theo đó là cây phân cá mà mình tận dụng cá rô phi, cá tạp ở địa phương để mình ủ. Theo anh Liêm, mỗi loại phân đều có những ưu điểm khác nhau, nên tùy theo từng thời điểm phát triển của cây, anh sẽ chủ động lựa chọn từng loại phân khác nhau để bón. Giai đoạn đầu mà trước khi mà để cho cây nho bắt đầu vào vụ, mình sẽ bón phân bò hoặc phân gà trước. Thì mình sẽ bón thường thường như cây nho thì tôi sẽ bón ở giữa hai gốc cây hoặc là giữa rãnh, thì mình để khi đó thì mình sẽ xẻ rãnh và mình sẽ cho phân xuống. Thì sau mình lấp lại, thì xong rồi thời gian thì xong mình phủ cái ly lông lên để tránh cỏ này, giữ ẩm cho đất. Thì sau này dễ nó ăn ra, nó sẽ ăn sử dụng đến phân. Còn cái phân cá thì trong quá trình mình nó đã tạo quả thì mình sử dụng cái phân cá để mình thúc quả cho nó phát triển. Tại vì trong phân cá thì hàm lượng đạm nó rất cao thì nó sẽ giúp cho cái quá trình phát triển quả nó sẽ được tốt hơn. Việc bón phân tự ngâm ủ cho cây còn giúp anh Liêm tiết kiệm chi phí đầu vào đáng kể trong bối cảnh giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng cao như hiện nay. Tận dụng một số cái nguồn phân hữu cơ tại địa phương nên là cũng chi phí nó rẻ. Như thời gian vừa qua thì phân hóa học cũng là giá rất cao, nhưng mà trong khi đó thì tôi sử dụng phân hữu cơ thì gần như chi phí nó không tăng đáng kể so với là mình sử dụng phân hóa học. Nhờ canh tác nho an toàn nên chất lượng quả thu về cũng rất tốt. Hiện độ brick đo được tại vườn nho lên tới trên 22 độ. Đây nhá, anh cắt mời cho ăn thử nhá, xem độ ngọt. Thử xem chất lượng nho vườn mình như thế nào. Đây là giống nho. Đây là giống nho Kiho. Kiho. Đó, xuất phát từ nguồn gốc từ Nhật Bản. Nhìn bề ngoài cảm quan thì quả nho cũng rất là tròn, căng mọng. Em sẽ thử với anh nhé. Quả nho thì có cả vị ngọt và pha với một chút chua rất là nhẹ thôi.
Và cái vỏ nho thì nó còn hơi vị chát chát nhẹ nhưng mà ăn cũng khá là thú vị. Thực ra nếu nho này mình, đây là mình mới cắt ở trên chùm xuống thì ăn nó sẽ như thế. Nếu mà mình cắt xuống mình để khoảng 2-3 ngày thì cái vị chát nó sẽ hết. Vị chua thì nó là đặc trưng của quả nho, cái giống của nó sẽ có hơi chút vị chua. Còn khi mà mình để trong tủ mát thì nó sẽ kiểu lúc đó đường nó xuống ấy thì ăn nó rất chi là ngọt và nó giòn. Vậy thì không biết là cái độ ngọt của quả nho nó đạt khoảng bao nhiêu rồi anh nhỉ? Như quả nho em vừa thử thì nó sẽ đạt độ break khoảng 20 đến 21. Như vậy là cao chưa anh? Như vậy là ổn rồi. Như nho là thường thường là sẽ độ ngọt lên như vậy. Như dưa lưới thì họ chỉ cần 15 thôi. Thì đã là ổn rồi, như nho thì thường thường là từ 20 đến 21 là rất là chỉ là chất lượng. Vậy thì bây giờ mình sẽ cùng thử đo độ break của nho để xem okay. là chất lượng trong vườn nho của mình như thế nào nhá. Như dâu này mấy cái ngọn thôi, này. Đừng làm động tác, chị nói. Đúng. Như quả nho vừa đo đây thì độ break của nó là 23. 23, đâu em xem ạ. Wow, đúng thật. Rất là cao ạ, 23 độ. Mà thậm chí là còn lên gần 24 rồi anh ạ. Đúng rồi. Sấp xỉ giữa 23 và 24. Như vậy là quả nho này rất là ngọt đấy ạ. Quá đạt tiêu chuẩn. Tại vì thường thường nho thì nó thường thường nó chỉ tầm 20 đến 21 thôi. Nó là đạt tiêu chuẩn của cái đánh giá về độ ngọt của nho rồi. Như vườn này là canh tác theo hướng hữu cơ, mình sử dụng các loại phân tự nhiên ấy. Sẽ độ ngọt nó sẽ khác với do mình sử dụng phân hóa học. Nếu như phân hóa học mà mình sử dụng nhiều thì nó sẽ ăn nó có vị ngọt nhưng mà sau đó mình sẽ cảm giác nó bị chát trong họng. Nhưng mà nếu mà mình nguồn kali tự nhiên ấy, thì sẽ ăn nó có vị ngọt nhưng mà sau này nó trong họng mình nó sẽ thanh thanh, nó không chát xít như là dùng phân hóa học. Đúng rồi, khi mà em ăn thử quả nho vừa rồi thì em thấy là nó chỉ có một chút vị chát của vỏ quả nho thôi. Nhưng sau khi mà chúng ta nuốt hoàn toàn thì vẫn thấy là vị ngọt vướng còn lưu lại trên đầu lưỡi thôi. Hiện nay lượng khách tham quan biết đến vườn nho nhà anh Liêm ngày một nhiều. Gần như ngày nào cũng có những vị khách ghé thăm. Cao điểm nhất là vào các ngày cuối tuần. Các gia đình, thậm chí trường học đưa học sinh đến tham quan rất đông. Trong thời gian tới, anh còn dự định mở rộng mô hình trồng nho của mình thêm nữa để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Đồng thời trồng thử nghiệm giống nho Ruby Roman được mệnh danh là ngon nhất thế giới để khách hàng được thưởng thức những sản phẩm vừa ngon vừa giàu giá trị dinh dưỡng.